sự đa dạng cho người tiêu dùng Việt Nam, trải dài các phân khúc từ sedan hạng D Passat, SUV 7 chỗ T1 Luxury đến hatchback đô thị Polo với lối thiết kế tối giản cùng cỗ máy TSI mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ tiên tiến luôn mang đến cho các chủ nhân Volkswagen một trải nghiệm an toàn, đứng tầm và đậm chất đất. Cơ hội hấp dẫn cho sở hữu Volkswagen từ nay đến 30 tháng 11 nhận ngay hỗ trợ phí trước bạ lên đến 100% trong chương trình Volkswagen Cares. Liên hệ các đại lý Volkswagen trên toàn quốc để trải nghiệm các mẫu xe nhập khẩu đến từ thương hiệu Đức Linh Giác hoặc liên hệ hotline 1900 292998. Cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Nếu mà cứ nghe mãi dồn dập những diễn biến giao thông khó khăn ách tắc thì nghe chừng các bác tài hơi căng thẳng một chút. Xen lẫn vào đó, chúng tôi có một vài gợi ý cho quý vị. Những tuyến đường không tắc như sau: tuyến đường Tam Trinh qua ngõ 885, các phương tiện lưu thông được ổn định. Một thính giả vừa gọi điện báo tin cho chương trình. Cộng tác viên Nguyễn Minh cho biết tuyến đường Lê Văn Lương thì cũng không đến mức là quá nỗi khó khăn, chỉ là chậm chạp qua các điểm giao cắt trên tuyến đường Lê Văn Lương thôi. Cây cầu Thanh Trì, thính giả Quốc Thìn cho biết là giao thông chậm chạp theo cả hai chiều. Chính xác theo tin nhắn của bác tài Quốc Thìn là hơi chậm theo cả hai chiều, cũng không quá khó khăn với cây cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, ngã tư Trung Kính Mạc Thái Tổ thì thính giả Nguyễn Ngọc mô tả là đang ở thế cài răng lược, tắc tứ phía. Vâng, cụm từ tắc tứ phía được thính giả Nguyễn Ngọc mô tả cho ngã tư Trung Kính Mạc Thái Tổ ngay lúc này. Đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, một thính giả mất 10 phút để đi được 1 mét. Vâng, 10 phút đi được 1 mét. Đường gom đại lộ Thăng Long dẫn lên vành đai 3 trên cao, giao thông đang gặp khó khăn. Ngã tư Giải Phóng Lê Duẩn Đại Cổ Việt xã Đàn chậm chạp tứ phía. Đó là tin nhắn từ thính giả gửi cho chúng tôi. Thính giả Trung Kỳ thì cho biết đường dẫn đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao tiếp tục có tình trạng khó khăn. Đường Lê Trọng Tấn Thanh Xuân nãy giờ chưa nhúc nhích được 1 phút nào là thông tin vừa được thính giả chia sẻ cho chương trình. Tuyến đường Hoàng Hoa Thám qua dốc Tam Đa, một thính giả cho biết giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Đường Hoàng Hoa Thám có tình trạng ùn dài đoạn qua dốc Tam Đa. Vẫn còn rất nhiều khó khăn ở phía trước, và nếu quý vị còn đối mặt với địa điểm ùn tắc nào, hãy cùng với chúng tôi cập nhật thông tin nhé. Thúc đẩy quá trình chống vi. Những cái điểm mà cảnh giác là chúng ta đang rơi vào cái bẫy tín dụng đen. Thì tôi xin nhắc lại, cái thứ nhất là nếu họ không có trụ sở, họ bảo là ông cứ cho tôi địa chỉ 15 phút nữa tôi Bình Thuận. Và cũng như nhiều dân tộc Tây Nguyên thì người Chu Ru theo chế độ Ramit, Krista, Lukisala, Tanuna. Biết là khu vực Minh Khai lúc này đoạn đi qua trung cư Imperial Sky Garden 423 Minh Khai đổ về phía ngã tư Bạch Mai thì các phương tiện cũng đang di chuyển rất là khó khăn. Và nút giao với Kim Ngưu lúc này thì các phương tiện cũng không mấy dễ dàng. Về khu vực ngã tư Vọng thì lúc này đây chúng tôi ghi nhận là trên khu vực cầu Vượt thì lượng phương tiện khá là đông, di chuyển chậm. Và cầu Vượt Đại Cổ Việt sang Trần Cát Trân đấy ạ, thì các phương tiện cũng đang di chuyển không mấy dễ dàng. Lượng phương tiện cũng đang có phần gia tăng so với khoảng là 15 phút trước trên khu vực cầu Thanh Trì theo chiều hướng về phía vành đai 3 trên cao. Và theo chiều hướng ngược lại từ vành đai 3 chúng ta nhập ra làn quốc lộ 1A thì các phương tiện yên tâm khi mà lượng phương tiện di chuyển ổn. Một thông tin nữa chúng tôi xin được nhắc lại, đó là trên khu vực Nguyễn Văn Linh điểm nút giao với Thạch Bàn đang đông ở cả hai chiều đường, cũng đã một khoảng thời gian trôi qua khá là lâu rồi nhưng mà có vẻ như là cũng chưa có những sự cải thiện tích cực trên khu vực này. Và thêm một tuyến đường nữa lúc này đó là trên khu vực đường 5 đấy ạ, tại một đoạn nút giao mà lúc này đây chúng tôi cũng đang ghi nhận những cái sự khó khăn trong việc các bác tài cũng đang di chuyển, thì chúng tôi cũng mong rằng là chúng ta cũng hãy cân nhắc trên khu vực ở đường 5 thời điểm này đoạn đi qua đường Lò Gạch Mới thì chúng tôi cũng đang ghi nhận những cái sự không có nhà ở ngay. Đợt này còn được tắt. Và sự phối hợp hành động đồng bộ giữa các ngành địa phương trong việc quản lý khai. Cùng với việc đảm bảo về nguồn nguyên liệu thì thời gian qua thống lĩnh các dạp chiếu trong cả nước. Samira Chuta casus positive covid. Một cụm từ được giới trẻ ưa chuộng thường xuyên sử. 666-06-295. Chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thông tin. Vâng, chào anh. Anh ơi, vâng. Cái mà OSP thì là chị Naomi bảo tôi gửi. Vâng. Thế nhưng mà cái này nó có gửi đến UNCT không nhỉ? Hay là nó gửi đến ai nhỉ? Anh gửi cho Linh thôi.
anh reply vào cái email mà của reply vào không nên ô. Anh reply trả lời cái email của Linh. Và của Linh đúng không? Anh có anh CC cho Naomi này với tôi này, với lại chị Lê Mai này, những người có comment thôi. Vâng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Thính giả Hoàng Lâm vừa cho biết đường Nguyễn Trãi vẫn tiếp tục có tình trạng ùn dài, bắt đầu từ ngã tư Sở đi Nguyễn Trãi để xuôi về ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến, lượng phương tiện vẫn đang phủ kín lòng đường Nguyễn Trãi ngay lúc này. Đó là chưa kể khu vực Trung Kính Mạc Thái Tổ, thính giả cho biết vẫn đang có tình trạng ùn tắc. Rồi tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, quý vị chuẩn bị lên cầu vượt để sang Trần Duy Hưng thì đường xá vẫn còn khó đi lắm, lượng phương tiện ùn dài tại đây, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh để xuôi về phía Trần Duy Hưng. Quanh ngã tư Đại Cổ Việt, Lê Duẩn, xã Đàm, thính giả cho biết là các phương tiện vẫn đang phải lưu thông rất là chậm chạp theo tất cả các hướng. Tuyến đường Hữu Lê Hữu Hòa vẫn đang có tình trạng ùn tắc, đường Hữu Lê Hữu Hòa, giao thông vẫn đang có tình trạng